Hôm nay mình lại phải đi học. Bình thường thì sẽ bỏ bữa sáng, nhưng mà không biết tại sao hôm nay lại đói bụng. Hôm nay giờ học rất là trớ trêu. Một tiết thì 9:30 tới 11:30, một tiết thì 2 giờ đến 4 giờ. Là mình có ở giữa 2:30 không biết làm gì cả. Vui quá ồ la la. Giờ đó chắc mình sẽ book cái study room. Với lại chắc là mình đi siêu thị. Ai mà mới vô học đại học quá nhớ là chọn thời khóa biểu cho nó hợp lý á, để khỏi phải lên trường quá nhiều ngày một tuần, và khoảng cách giữa các giờ học không có quá lâu, tiếng là được rồi, chứ còn 2-3 tiếng thì hơi bị nản đấy, kiểu không biết làm gì ấy. Nằm ườn ra đó xong rồi chỉ có ăn và nằm thôi, chả được cái gì cả. Ok, luyên thuyên mãi thế đi thôi. Hôm nay OOTD mà hình như ngày nào cũng t-shirt đó nhỉ, giới thiệu chỉ mất công. Nên là mình mặc quần short và giày Converse. Đi thôi. Rất đói bụng rồi, phải đi ăn thôi. $3.70, thank you. $3.70. I give you $5.70. Thank you. Can I please just have a soft serve ice cream? Mình gọi đây là cây kem rẻ nhất ở Melbourne, vì nó chỉ có 70 cent thôi. Là bao nhiêu tiền Việt Nam? Khi nào quên đem nhiều tiền thì các bạn có thể mua một cây kem soft serve ice cream ở bất kỳ một trạm McDonald's. Nó chỉ có vị cơ bản là vanilla, nhưng mà nó vẫn rất là ngon. Mình đang đi tìm cái gọi là sữa chua Hy Lạp. Bình thường thì mình hay mua của Farmers Union. Chắc bây giờ cũng mua lại đâu à. Tại thật ra cũng không có nhiều hãng bán sữa chua Hy Lạp ok lắm. Nên là lấy cái này. Xưa cũng hay ăn mấy cái loại mà yogurt trái cây như thế này nè. Ngon lắm, trời ơi, đặc biệt là của Gippsland này. Nhưng mà thật ra là mình cũng bớt ăn đi lại rồi. Không phải cứ sữa chua là healthy đâu nha. Hồi xưa mình cứ tưởng cái gì sữa chua cũng sẽ là healthy. Cái lượng đường ở trong cái da ua mà có trái cây này á, mình nhớ không lầm thì nó khá cao. Và có gọi là added sugar. Để coi 14,3 gram mỗi serving, mỗi lần ăn. Còn của cái sữa chua Hy Lạp này là mỗi serving 6,5 grams. Nhưng mà đây là lượng đường có sẵn từ sữa rồi đó. Và no added sugar nha. Không có cho thêm đường từ bên ngoài vào. Nên là mình sẽ quyết định mua cái sữa chua Hy Lạp này. Tí nữa mình sẽ lấy một thanh chocolate xem thử lượng đường trên đó một serving là bao nhiêu. Xong rồi cái mình so sánh với cái sữa chua Gippsland này nha. Ok, bây giờ mình đi tới chỗ bên bánh kẹo cướp ngọt. Giờ mình sẽ bóc lại một thanh sô-cô-la nha. Nhiều thứ quá, không biết chọn thế nào á.
Snickers này là mình rất là hay ăn nè, nhưng mà không bao giờ mình coi đường hay là gì á. 9,3 gram sugar. Mình bóc thêm cái nữa nha. Cái này cũng nổi tiếng ở Úc nè, Cadbury. 14 gram sugar trong một serving, cũng bằng bằng bên kia đó. Bóc thêm cái nữa cho khách quan. M&M chắc cũng nhiều người biết. 13,2 gram sugar. Du học sinh không được cấp Victorian Learner Permit, làm sao để học lái ở Úc vậy chị? Làm sao để học lái ở Úc nhỉ? Em đăng ký thì em đi học thôi à. Cứ lên cái trang mà Vic Road trên Google, em bấm Vic Road là nó ra à. Xong rồi em bảo là tao muốn lấy bằng L thì làm như thế nào? Câu hỏi du học sinh có được học và lấy bằng không? Có, được nhá. Miễn là mình thích thì mình làm thôi. Miễn là mình nộp tiền là mình... Mình thích tên bạn này nè, Mr. Suppler hỏi là nên tìm việc part time ở Melbourne như thế nào. Nếu bây giờ mà nói một cách dễ nhất á là mình tìm trên mạng, nhưng mà bản thân chị á, chị muốn tìm một cái việc nào đó phù hợp với địa điểm nè, gần nhà mình nè, nhìn cái cửa hàng đó mà mình cảm giác thích làm ở trong đó hay không liền. Mà một khi đã nhắm cái đó, thích cái đó, mang hồ sơ giấy á, resume mang tới thẳng đó luôn. Phải nhắm nào mà trông giống manager nhất thì vào được. Trong đó mà chỉ toàn có nhân viên không á, mà mình không có vô đâu nha. Mình tới muốn cà phê chơi thôi, mình không có đưa CV. 90% là người ta sẽ bảo là bạn có đang bạn có đang không, bạn cứ để lại đây đi và tôi sẽ yêu cho. Thứ nhất, chưa biết có đến được tay quản lý hay không, nhiều khi để quên đâu đó rồi không có tới được. Thứ hai, những người tới sau mình mà gặp được trực tiếp quản lý thì quản lý consider cái người đó trước, thì tự nhiên mình tới trước mình mất cơ hội không. Cho nên là khi nào mình thấy có một người mà trông giống quản lý nhất thì mình sẽ đâm thẳng vô, đưa cho cái người đó, mình hỏi người đó thẳng luôn: bạn có đang tuyển nhân viên không, mình đang rất là rảnh, mình nhà mình rất là gần, kinh nghiệm thế này thế kia và mình rất là sẵn sàng học hỏi bla bla bla. Nhắm lúc nào mà có người nào mà trông giống quản lý nhất, đợi người ta rảnh rỗi xong rồi chạy tới, xong rồi vô tấn công mạnh mẽ vào. Tìm người yêu cũng vậy và tìm việc cũng vậy, phải tấn công thì mới có được kết quả, đúng không? Chị ơi, học bên đấy có nặng như ở Việt Nam không ạ? Mandolin Dan, mình cũng thích tên này luôn. Sao mấy bạn có tên hay? Đối với mình thì học ở Việt Nam hay học ở đây gì đều nặng cả. Vì mình là một đứa rất lười học, lười. Đụng tới học là mình đã thấy nặng rồi. Nhưng nếu mà để so sánh hai bên á, thì mình nghĩ nếu như mà đừng có bỏ bài, cố gắng học từng chút một á, thì sẽ theo kịp. Cái này mình nghĩ ở đâu cũng vậy thôi.
tùy vào cái ngành mà bạn chọn có thích nó hay không. Nếu đó là một ngành mà bạn thích sẽ không thấy quá khó. Mình mà cho mình học IT hay là engineer là chắc là mình chết luôn ấy. Có dễ bao nhiêu thì mình cũng gọi là khó. Ngành mình thích là ngành hospitality thì mình cảm thấy không khó lắm. Miễn là hàng tuần thì bạn cứ học từng chút một, đừng có bỏ bài. Thực ra mình nói vậy thôi chứ toàn đợi tới thi mình mới học. Cái này bí mật nha. Bây giờ mình ngồi đây mình vẫn nói cho các bạn là từng tuần vẫn nên catch up bài vở từng chút một thì khi đi thi nó sẽ rất là dễ. Đừng có mà để dồn mấy tuần như mình. Chị ở thành phố nào của Úc ạ? À? Melbourne. Ôi,